Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2018 là một năm thành công đối với hoạt động xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam. Với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 36 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,1% so với năm 2017. Một điều đáng mừng là dù tập trung đẩy mạnh xuất khẩu nhưng các doanh nghiệp dệt may vẫn không bỏ ngỏ thị trường nội địa. Theo chia sẻ của một số doanh nghiệp dệt may cho hay, liên kết để cung ứng hàng hóa và tiêu thụ là hình thức mà họ đang tập trung đẩy mạnh. Theo thống kê của Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex, doanh thu bán hàng theo hình thức liên kết đã tăng đều qua các năm. Thị trường may mặc nội địa hiện vẫn còn dư địa lớn. Với nhu cầu tiêu dùng của gần 100 triệu dân thì sản phẩm ở các phân khúc đều khá cao. Vinatex dự kiến tổng doanh thu tại thị trường nội địa của tập đoàn cả năm 2018 đạt khoảng 12.638 tỷ đồng, tăng 22,58% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng công ty cổ phần may Nhà Bè là một ví dụ trong việc phát triển thị trường nội địa. Nhiều năm qua, doanh nghiệp này đã đem những xu hướng thời trang mới nhất của thế giới đến với người tiêu dùng Việt Nam. Hiện nay, doanh nghiệp đã xây dựng được 3 nhãn hiệu thời trang riêng là Descenso, Martana, Novelty, và tới đây sẽ còn khởi động nhiều dự án mới, trong đó có may Đức Linh, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, với tổng đầu tư lên đến 400 tỷ đồng, tạo công việc làm cho hơn 3.000 lao động địa phương. Dự án xây dựng xí nghiệp sản xuất đồ lót của thương hiệu thời trang Victoria's Secret tại khu vực Phù Cát, tỉnh Bình Định. Nhờ liên tục mở rộng thị trường, đến nay may Nhà Bè đã có hơn 200 cửa hàng kinh doanh bán lẻ tại khắp các tỉnh thành trong cả nước. Thì cái kết quả về mặt xuất khẩu và nội địa đều tăng trưởng. Thì trong đó nội địa cũng hoàn thành chỉ tiêu tăng khoảng 10%, mặc dù tình hình cạnh tranh trong nước rất là khó. Các thương hiệu nước ngoài là vào rất là nhiều trong cái năm 2018. Còn đối với xuất khẩu, vì cái thương hiệu của Nhà Bè cũng được đánh giá rất là cao, cho nên tất cả các cái thương hiệu lớn đã tìm đến Nhà Bè để đặt hàng. Xuất khẩu cũng tăng là khoảng 15-20% trong năm 2018. Thì để đáp ứng cái tốc độ tăng trưởng đặt ra, Nhà Bè cũng đã có một kế hoạch phát triển sâu rộng vào các tỉnh miền Tây. Thì hy vọng với sự phát triển sâu rộng này thì cái doanh thu tiêu thụ cũng như là cái hoạt động kinh doanh của 2019 của tổng ty Mẹ Nhà Bè sẽ tốt hơn. Và chúng tôi hy vọng rằng trong năm 2019 thì cái tốc độ tăng trưởng bằng hoặc là hơn nữa so với 2018. Có thể nói May Nhà Bè là một trong những đơn vị đầu tiên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam dịch chuyển phương thức sản xuất kinh doanh từ hình thức gia công sang phương thức sản xuất FOB, mua nguyên liệu, bán thành phẩm, và phương thức ODM, sản xuất hoàn thiện sản phẩm từ khâu thiết kế đến thành phẩm. Để làm được điều này, doanh nghiệp này đã đầu tư một đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp gồm các chuyên gia nước ngoài am hiểu xu thế thời trang, thị hiếu thị trường cùng các nhà thiết kế và đội ngũ kinh doanh giỏi. Nhờ thế mạnh về con người, doanh nghiệp đã hoàn thiện được chuỗi cung ứng trọn gói, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, tăng sức cạnh tranh, tạo thế đứng vững chắc trên thị trường. Theo đánh giá của Hiệp hội Dệt may Việt Nam Vitas, với dân số gần 100 triệu người, mức tiêu dùng hàng dệt may hiện nay chiếm từ 5 đến 6% chi tiêu của người dân, tương đương từ 3,5 đến 4 tỷ đô la Mỹ, đã cho thấy một thị trường nội địa rất tiềm năng. Đi đôi với tăng cường đầu tư nghiên cứu thiết kế để đưa ra thị trường những sản phẩm mang thương hiệu riêng, hệ thống bán lẻ của các doanh nghiệp cũng không ngừng mở rộng, kênh bán hàng online cũng được phát triển mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng. Đặc biệt hiện nay, các doanh nghiệp dệt may đã quan tâm đẩy mạnh việc đa dạng hóa mẫu mã, thiết kế sản phẩm và bán ra với giá thành hợp lý, phù hợp với mức chi tiêu của người Việt, làm sao để khách hàng cao cấp hay bình dân đều được sở hữu sản phẩm chất lượng có thương hiệu. Hy vọng trong năm 2019, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu xuất khẩu, giữ vững và phát triển thương hiệu của mình tại thị trường trong nước đầy tiềm năng.